Xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã trở lại với kênh Việt Anh Vinh Tage Web. Trước tiên thì rất cảm ơn các bác đã quan tâm tới em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Các bác nào mà chưa kênh của em, các bác ấn nút đăng ký màu đỏ bên góc phải mình bên dưới và các bác ấn nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi có video thì hệ thống YouTube sẽ báo qua cái tin nhắn YouTube cho các bác rằng em vừa lên video mới nhất và nhanh nhất. Vì ngày nào em có video, đó là cái giá trị mà nói với các bác. Ngày hôm nay em lên một cái kính rất là đặc biệt. Đó là cái kính Double Lamy của Pháp. Cái kính này thì nó có một cái dáng, phải nói là rất khá là điệu. Đó. Chiều ngang của nó chỉ có 12,2 thôi. Cái ngang kính này nhá, từ bên càng này sang bên càng này. Từ càng này sang càng này 12,2. Nó rất thích hợp cho một số bác là mặt nhỏ, như ở người trong miền Nam thì hay gọi là gầy gò ốm yếu còi đấy, thì là nó hợp. Vì em thì đeo cái size này thì nó hơi bị nuốt mặt, mặt nó hơi sẽ bị nuốt kính. Bởi vì sao? Vì là em đeo cái size nó to hơn, là thông thường là em đeo size 13, 13,3, 13,5 đến 14,5 cơ, nhưng cái ngang này chỉ 12. Nhưng cái này hay ở chỗ là cái càng rất là dài đó, càng rất dài, càng còn này thì nó là rơi vào càng đến 140 cơ, dài rộng thoải mái đấy. Nhưng rất hay ở chỗ là con kính này là mắt thủy tinh màu nâu trà. Tại sao em nói rất hay? Bởi vì sao? Là khi các bác nào mà thích đeo mắt cận thị, lão thị hay viễn thị thì mình bỏ cái mắt này đi nhá, bỏ mắt đi, mình thay vào là cái mắt cận thị, lão thị, viễn thị của mình. Đó, đó là cái giá trị em muốn nói. Bởi vì sao? Thì nó cái gọng này và cái bản này rất là hiếm. Bởi vì phương châm của em là em lấy về những cái đồ đồ độc, đồ lạ, đồ hiếm. Đấy. Thì các bác xem Zalo em biết rồi ấy, là em là đồng hồ kính mít nhẫn bật lửa đồ cổ đồ xưa, đồ độc đồ lạ đồ hiếm. Đã ra mà nói đồng hồ thì là một là khoảng 2 năm nay thì em không 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 bán mấy, thật ra là không muốn bán mấy, em tập trung vào kính nhiều hơn. Đó. Đi chuyên sâu vào kính hơn. Chứ không không đi sâu vào đồng hồ nữa rồi. Đó. Cạnh bên phải nó có cái chữ này, đó là Double Lamy, là rất là nhỏ. Con là kính này của Pháp nhé, nó được sản xuất vào cái giai đoạn 1940, 1950. Nó rất là hiếm, bởi vì là các bạn em lên rất nhiều video các bác cũng chưa thấy cái kính em nào em lên kính kiểu dáng như thế này, rất là nhỏ. Cái này phải có kính hiển vi kính lúp thì mới nhìn được cơ, chữ rất nhỏ litality ở đây này. Kính nguyên zin toàn bộ nhá, độ mới con này trên 90%, nó phải đến 94-95%. Dòng này là dòng kính Double Lamy bọc vàng của Pháp và đã sản xuất vào những cái giai đoạn 1940, 1950. Nó cách tân của cái dòng kính đó là dòng kính Uvan đấy. Uvan hoặc là mắt tròn tròn như kiểu như Tôn Trung Xuân của Trung Quốc rất hay đeo đấy. Đấy là cách tân đi, nó cách tân nó ra một cái dáng, nó là dáng hơi văn vát này một chút. Dáng này thì văn vát này thì nó từ cái dáng này người ta sẽ ra cái dáng đó là dáng quả trứng, số lớp quả trứng hay amalgam quả trứng hay là dây băng quả trứng đấy, nó là cái dáng này nó ra. Bắt đầu là họ cách tân dần. Và cái mắt này thì nó hơi nhỏ so với khuôn mặt của em, nhưng sẽ rất hợp với những cái bác nào mà nó gầy nhỏ hoặc là có khuôn mặt nhỏ hoặc là gầy gầy xương xương thì nó rất là hợp. Đó. Cái dòng này thì mình có thể thay mắt gì cũng được, cận thị, lão thị, viễn thị đều được hết. Các bác nào ở Hà Nội có thể qua nhà em ở địa chỉ là ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0916566826, cũng là số điện thoại Zalo của em luôn. Về thời gian bán hàng cũng thời gian cũng như là hình thức mua bán thì em có mô tả chi tiết bên dưới của cái video này, của cái bài viết về cái kính này, thì em mô tả rất là cẩn thận thông tin thông số kỹ thuật về cái kính, địa chỉ nhà, số điện thoại Zalo, mọi thứ rất rõ ràng. Các bác ở tỉnh xa có thể bận không lên được thì em sẽ gửi bằng phương tiện là ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện bưu điện, phương tiện gì mà nhanh nhất thì em sẽ gửi phương tiện đó. Thời gian gửi đa phần là từ 1 đến 2 ngày là sẽ tới nơi rồi, nên là các bác cũng yên tâm.
Còn về thời gian mở cửa hàng của em là từ 7 giờ sáng đến 2-3 giờ, các bác đến bất kể thời gian nào cũng được. Với điều kiện các bác cứ alo trước cho em để tránh tình trạng em đi gửi hàng hoặc là em đi giao lưu đồ cổ đồ xưa với một số bác ở khắp mọi miền tổ quốc đất nước vắng nhà. Nhưng mà bác điện trước thì em sẽ sắp xếp thời gian ở nhà để nghinh tiếp với các bác từ xa. Và con dòng này là rất là cá tính các bác nhá. Đấy, anh đem lần nữa cho bác ngắm thử. Đấy, đeo rất là cẩn thận. Đấy, cái dáng này thì nó sẽ rất là giống với cái dáng của sâu lách quả trứng hay là sâu lách sừng trâu. Nó hao hao giống cái dáng này. Con này là bọc vàng nhé, của Pháp, sản xuất giai đoạn thập niên 1940-1950. Nói về giá cả thì con này nó cũng khá là êm ái, bởi vì là nó rất là cổ quái nhưng giá thì là cực kỳ êm ái, không đắt, không rẻ. Giá là có 7 triệu 800 nghìn. Rất là rẻ, hợp tình, hợp lý, hợp ví tất cả anh em. Mắt này thì sao nhỏ hơn so với khuôn mặt em, nhưng sẽ vừa vặn với một số bác nào là gầy nhỏ nhỏ còi còi thì sẽ là vừa vừa vặn luôn đó. Đó là cái giá trị mà em nói với các bác này như thế. Bởi vì là khi mà em lấy về thì đa phần em lấy những con kính nó phải có cái, thứ nhất là độ đẹp, thứ hai là nó có tính chất cổ quái đó, cái tính chất nó phải là hàng cổ hàng xưa đó. Tính chất cổ quái là quan trọng nhất, bởi vì là nó sẽ tôn lên cái vẻ đẹp, vẻ giá trị, vẻ sang trọng của các bác. Đấy, mình chơi một con kính hay mình sưu tầm một món đồ gì đó nó phải là có tính chất nó đặc biệt một chút, hay nói vui một chút mà nói chuẩn nó luôn là hàng, nó là hàng phiên bản giới hạn limited, thì đây nó có chính cái phiên bản là phiên bản giới hạn anh em. Bác sẽ rất hiếm gặp những con này, hàng hiếm gặp đấy. Đúc bộ La Mi bọc vàng của Pháp, sản xuất giai đoạn 1940-1950, có giá là 7 triệu 800 nghìn, càng rất là dài thoải mái. Các bác mà xem cái video mà nó cảm thấy nó mờ, nó không rõ ràng, yêu cầu em gửi ảnh trực tiếp qua Zalo, em sẽ chụp từ 30 đến 40 kiểu ảnh ngoài trời để phản ánh đúng chân từng và chi tiết chân thực nhất của cái kính đó, cũng như sản phẩm đó. Nguyên zin toàn bộ nhá, đồ mới trên 9%, con này là 94-95% và rất là mới. Chuôi ve còn mới nguyên, trắng muốt, giá là 7 triệu 8, chuẩn giá các bác nhé. Vì có một số bác thắc mắc về fix giá hay là sell off thì là em sẽ lên cái phiên fix giá nào thì ở cái phiên đó, sell ở phiên nào thì phiên đó. Còn phiên nào em không đề fix, không đề sell thì cứ thế giá ở trên trên cái bài viết mà các bác mua bán thôi, giao dịch nó nhanh thôi. Hình thức mua bán thì các bác nào mà chuyển khoản thì em bao ship. Còn bác nào mà chọn hình thức ship code thì vui lòng đặt cọc 100k. Em cũng ghi rõ ở bài viết thông tin chi tiết phần mô tả của mỗi video bên dưới. Các bác cố gắng đọc hết phần đó, các bác sẽ hiểu hết. Mắt màu nâu trà thủy tinh nhá, màu nâu trà thủy tinh, giá là 7.800k hay còn gọi là 7 triệu 8. Rất cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác bên sau.